Rồi, hello mọi người, hôm nay mình sẽ review cũng như gần như chi tiết luôn nha, với cái bay play này cho mọi người. Đây là mẫu V3 nha, hay gọi là Type 3 đó. Đó, thì bao sẽ gồm một cái đế bay play dưới nè, và một cái bay play trên adapter cartridge. Nó sẽ ghép hai cái này lại với nhau, mình sẽ gắn như vậy, đó, đế dưới, đế trên. Đó. Cái đế dưới này, ốc 14 nha, nó sẽ bắt vào cái phần trên này. Ốc 14, lỗ ốc 4 luôn phải không, nó nối với nhau nè. Đó, ghép lại thành bộ như vậy. Đó, còn nếu bạn không dùng cái này, bạn mua một cái bay play khác, bạn gắn vào vẫn được nha, nó tương thích với nhau. Đó, nhưng mà tiêu tra đi với tiêu tra nó đẹp hơn, nó đồng bộ với nhau, nhìn đẹp không, chất lượng nha, nó làm cái design bạn thấy không, nó bo viền, nó cong vô đưa ra, nói chung là chất lượng. Tại sao giá nó mắc vậy á? Tại vì gia công những cái này mà bạn làm nhiều, cái này thì cái đòi hỏi chi tiết rất là cao. Cái phần dưới là dovetail nha, bạn gắn vào những cái bộ, những cái tấm dovetail dài 7 cm hay 7 cm trượt á, gắn vào trượt tới trượt lui á, là cái phần phía dưới này tích hợp luôn nha. Đặc biệt cái tiêu tai nó hay tích hợp cái phần này, một số hãng khác thì nó không làm, phải mua cái loại riêng của nó thì nó mới kẹp được cái này vô. Nhưng mà cái này cũng ít người dùng lắm, đa số anh em là gắn lên chân máy, chân quay vẫn ốc 14 bình thường nha, gắn bình thường. Ok, đó đây là khóa mở của cái phần đô treo dưới nè, cũng ít dùng. Còn này là khóa mở đũa, đũa thì nó chuẩn 15 mm, bạn cứ gắn vào là dùng bình thường thôi. Trên tay mình đang đũa thép nha, đó, rất đẹp, đũa thép cũng ok. Mình nó tuy hơi nặng, thật sự là nó nặng, nặng lắm, nó phải gấp đôi so với cặp hợp kim nhôm á, này phải trăm mấy chục gram á, nhưng mà nó thật sự là nó chất lượng, nó không có gãy nữa đâu, chặt lắm, cực kỳ chất lượng luôn. Rồi về phần cái đế trên mình sẽ tư vấn tiếp về cái đế trên nha, thì nó nối nhau bằng ốc này, bạn thấy không, nó ghép lại với nhau. Phần này thì là cái chuẩn Akatwit, nó trượt vào những cái khung cây. Tuy nhiên có một cái lưu ý là này thiết kế cho tiêu ta, thì những cái khung tiêu ta bạn trượt vào nó vừa, còn nếu mà những cái khung khác gắn nó sẽ bị vướng cái này, lưu ý nha. Đó, thì bạn muốn không vướng cái này thì bạn lấy một cái tool nhỏ đầu óc và cái này ra bạn tháo đi. Thì cái này chỉ là một cái cây nó nhô ra ở phía trong là cái lò xo thôi, nó không có gì hết. Đó, tháo cái này ra thì khi bạn gắn những cái khung Smoric như vậy nè, trượt vào nó không bị vướng. Ok, mình sẽ demo luôn nha, để mình chia sẻ mọi người thôi. Để tùy biến, nói chung là những cái phụ kiện này thì mình tùy biến theo cái quan trọng là cái tool mình kiếm đâu ra đây nè, mình phải kiếm được cái đầu vặn nó cơ, hãng nó không có kèm theo rồi. Ok, để xíu mình đi kiếm cái tool vậy. Rồi, ok, sau khi dùng một cái tô vít đã đầu dẹp như vậy nha. Đó, để mình tháo được cái cụm nó ra. Đó, thì nó sẽ gồm như vậy thôi. Cái lò xo với cái ốc nhỏ cái này để giữ lại thôi. Cái này nhớ cất đi nha. Mất là cũng hơi khó tìm, hãng không bán lẻ mấy cái này đâu. Mất là toang luôn á. Các bạn cất vô cái bọc nhỏ giữ lại. Rồi, khi mình tháo ra thì nó cartridge bình thường. Rồi, bạn cứ gắn cái khung bay lây vô. Ok, khóa lại. Rồi, vậy là xong, cực kỳ chắc chắn luôn, tháo mở nhanh, tại vì Akatwit là cái chuẩn chung, trước cái khay khung vào là gắn bình thường thôi nha. Tại vì họ thiết kế họ tính hết, tại vì cái chuẩn chung là nó làm bao nhiêu cm, cái độ vừa phải nó là nó cứ thế bạn gắn thôi. Ok, khá là đẹp nha, kỳ chất lượng luôn, đúng trên tiêu ta kết hợp với Salmon Rig. Ok, còn nếu bạn không thích cái này thì bạn đổi, bạn tháo phía dưới ra, bạn đổi chiều lại cho cái này nó quay ở phía sau nha, vẫn được nha. Nếu bạn không muốn bị vướng cái này á, vướng cái pin á, thì bạn tháo ốc phía dưới này ra cho cái này nó quay ngược lại, cái này nó đi lần trước nha. Chung là hai chiều, chiều nào cũng được, tùy bạn sẽ ốc thôi. Chung là chất lượng đẹp, ok, đáng giá, mình đang sale giảm giá nha, giá rất là tốt luôn, các bạn liên hệ mình nha. Đang giá đang giảm giá còn tặng thêm đũa nữa. Rồi, cảm ơn rất nhiều, để mình review chi tiết cho mọi người luôn rồi, và cách gắn luôn những cái khung nha, cần cứ nhắn mình.